sinh sống và làm ăn gần đập thủy lợi Giang Cang Thượng, xã Giang Cang, huyện Krông Bông. Hơn 20 năm nay, ông Võ Văn Hùng và bà con ở đây đã chứng kiến và hứng chịu hậu quả nặng nề do bị vỡ đập vào năm 1997. Mặc dù đã được sửa chữa, nâng cấp nhiều lần, nhưng hiện tại công trình thủy lợi này vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão năm nay. Thấy nó cái đập á, là nó nhiều cái nó hư hỏng, nó cũng sợ vỡ cái đập nó ở dưới, mà cái mặt nước ngang từ mặt nước chảy xuống đó, thì nó đã hư hết, bể hết rồi. Cũng mong chính quyền cũng sửa chữa lại để cho bà con để đỡ lo. Cái năm 97 nó thì nó đã vỡ một lần, thì bà con rải nương là bỏ hết, cánh đồng ruộng đồ nó là hư hết. Cuối năm 2016 cũng có là mưa lũ lớn, cái hiện tượng cái vai đập và cái tường tràn nó bị thẩm thấu, bị sói lở, cái vai đập nó cũng có gây sạt lở. Hiện nay đối với công trình này thì đúng là nằm trong công trình mất an toàn. Toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 780 hồ đập công trình thủy lợi với tổng dung tích khoảng 650 triệu mét khối. Tuy nhiên do xây dựng đã lâu, nguồn kinh phí tu sửa hạn chế nên hiện tại có hàng chục công trình đã xuống cấp, hư hỏng. Chúng tôi đã tập trung đầu tư sửa chữa, nâng cấp những công trình có hư hỏng lớn. Đặc biệt trong năm 2019-2020 thì bằng nguồn vốn cổ phần hóa của nhà nước 70 tỷ, chúng tôi đã dành 40 tỷ để đầu tư cho 10 công trình hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao. Hiện nay tình hình mưa bão trên cả nước đang diễn biến hết sức phức tạp. Chính điều này sẽ khiến cho các công trình thủy lợi tại Đắk Lắk đang xuống cấp nặng nề, nên rất dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão năm nay.